Thưa quý vị và các bạn, việc chi trả dịch vụ môi trường rừng đã và đang làm sống lại những cánh rừng, nâng cao thu nhập cho người dân, tổ chức, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng ở Hà Giang. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều đơn vị thủy điện nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng, khiến việc thực hiện chi trả cho công tác trồng và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tính đến tháng 7 năm 2015, vẫn còn 9 trên 14 đơn vị sản xuất kinh doanh thủy điện trên địa bàn tỉnh đang nợ tiền dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều đơn vị nợ với số tiền lớn như Công ty Cổ phần Năng lượng Bitexco Nho Quế nợ 14 tỷ 807 triệu đồng, Công ty Cổ phần Thủy điện Thái An nợ 4 tỷ 753 triệu đồng, Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu nợ 2 tỷ 923 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Sông Đà 5, Thủy điện Sông Chảy 5 nợ 1 tỷ 090 triệu đồng. Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Long, Thủy điện Thác Thúy nợ 242 triệu đồng. Lý do họ viện dẫn là do gặp khó khăn, nhưng thực chất là hành động chây ì, thoái thác trách nhiệm và nợ đọng cứ tồn từ năm này sang năm khác. Theo đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là nguồn thu chính đáng của người làm nghề rừng, có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện. Nhưng thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp thủy điện lạm dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng, không ủy thác theo quy định của chính phủ, cũng như cam kết với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, cố tình kéo dài thời gian chi trả. Đến 5 tháng đầu năm là trên 40 tỷ. Sau sự vào cuộc của các sở ban ngành của địa phương cũng như là cơ quan thông tấn báo chí thì đến tháng 6 thì số nợ thì đến còn là 2 trên 27 tỷ đồng. Về cái nợ đọng đứng đầu bảng thì chúng tôi thấy rằng là có công ty thủy điện Bitexco Nho Quế 3, công ty thủy điện Mu và công ty thủy điện Việt Long. Đấy là một số cái đơn vị mà cam kết nhưng không thực hiện theo cái cam kết đối với ủy ban tỉnh, và cái số nợ đọng nó rất lớn mà thiếu sự phối kết hợp giữa đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với địa phương trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nguyên nhân của tình trạng trên được xác định, ngoài sự phối hợp chưa tốt của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, thì một số công ty thủy điện chưa nghiêm túc chấp hành quy định của chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, không tôn trọng và thực hiện theo hợp đồng ủy thác với Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng, viện dẫn lý do khó khăn về tài chính, không chuyển trả theo đúng cam kết, hoặc chi trả không đúng sản lượng bán hàng. Việc các đơn vị chậm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011 đến nay là do các đơn vị thủy điện nhỏ không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, không được phía tập đoàn chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng nên không có tiền để thanh toán. Trên thực tế, nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của các nhà máy thủy điện được Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương đưa vào giá mua bán điện áp dụng đối với những nhà máy công suất dưới 30 MW. Còn những nhà máy công suất trên 30 MW, tiền dịch vụ môi trường rừng được đưa vào hợp đồng mua bán điện giữa chủ đầu tư với Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngay khi các nhà máy phát điện hòa vào lưới quốc gia. Như vậy, tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là yếu tố được cấu thành trong giá bán sản phẩm, không liên quan đến lợi nhuận nên các công ty phải có trách nhiệm chi trả cho chủ rừng. Tôi có phải cam kết với này Quỹ Môi trường rừng Hà Giang là cố gắng làm sao thu xếp cuối năm sau thì giả lợi hết năm trước, để phát sinh quỹ nào thì quỹ sau là giả quỹ trước nữa. Thì trong năm nay chúng tôi sẽ phấn đấu dần cuối năm là giả hết số 10 tỷ. Năm 2010, chính phủ ban hành nghị định 99 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm tạo thu nhập cho người làm nghề rừng và các chủ rừng, xã hội hóa nghề rừng để khuyến khích thúc đẩy việc bảo vệ phát triển rừng bền vững. Theo nghị định, các tổ chức cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền cho chủ của các khu rừng tạo ra dịch vụ đã cung ứng. Như vậy, trên địa bàn tỉnh ta, các cơ sở sản xuất thủy điện, sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, bồi lắng lòng hồ, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn nước cho các chủ rừng. Thực hiện nghị định của chính phủ, cuối năm 2012, tỉnh ta đã thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nhằm huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng, nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ phát triển rừng của người được hưởng lợi từ nghề rừng. Ngay khi đi vào hoạt động, Ban điều hành quỹ phối hợp với các ngành chức năng, huyện, thành phố, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đàm phán, ký kết với 24 trên 25 đơn vị có sử dụng dịch vụ môi trường rừng,
14 công ty thủy điện, 10 cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch, xác định ranh giới, diện tích rừng của các lưu vực thủy điện. Trong năm 2014, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh đã thu được 17 tỷ 971 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã chi trả cho các hộ gia đình cá nhân với số tiền gần 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, với nguồn quỹ được nhận hàng năm, các công ty lâm nghiệp, các tổ chức đã có kinh phí kịp thời để triển khai giao khoán rừng cho các cộng đồng dân cư, nhận khoán, quản lý bảo vệ rừng. Đến thời điểm bây giờ có thể khẳng định là cái nguồn này là một cái nguồn động viên. Mặc dù cái số tiền nó nhỏ thế nhưng mà cái nguồn hỗ trợ rất là có ích cho bà con nhân dân trong thôn cũng như là ban quản lý bảo vệ rừng của xã, tổ quản lý bảo vệ rừng của các thôn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 20 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất trên 1,2 tỷ MW, tương đương số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên 24 tỷ đồng. Năm 2013, quỹ dự kiến thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên 59 tỷ đồng. Trong thời gian qua, do số tiền dịch vụ môi trường rừng doanh nghiệp nợ đọng lớn ảnh hưởng đến quyền lợi của người cung cấp dịch vụ. Cùng hoạt động trong lĩnh vực thủy điện, Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Á Châu hiện sở hữu 3 nhà máy thủy điện gồm Suối Dỉu 1, Suối Dỉu 2, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên và Hạ Thành, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang với công suất rất nhỏ, nhưng doanh nghiệp lại thực hiện rất tốt nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thực hiện nghiêm chỉnh các cái quy định của quỹ và hàng năm thì đã thực hiện việc đóng chuyển cái tiền để cho quỹ thực hiện cái việc chi trả bảo vệ rừng. Đồng thời chúng tôi phối hợp với địa phương trong công tác tuyên truyền và bảo vệ cũng như là phát triển rừng ở tại các cái khu vực đầu nguồn. Có thể thấy từ nguồn quỹ của dịch vụ môi trường rừng mà hàng năm các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư đã có thêm một nguồn thu nhập. Đây là nguồn thu tương đối lớn so với tổng thu nhập của người dân nông thôn và tạo điều kiện cho các hộ gia đình yên tâm bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế khu rừng được giao, góp phần vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong các thôn, làng, người đồng bào dân tộc. Để mà thực hiện, tháo gỡ những cái khó khăn tồn tại trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng này, thì trước mắt chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Công Thương, báo cáo và tham mưu Ủy ban tỉnh đề xuất Bộ Công Thương, Cục Điều tiết Điện lực và Tổng cục Năng lượng sẽ thu hồi giấy phép sản xuất thủy điện của một số đơn vị, ví dụ như Công ty Cổ phần Thủy điện Bitico Nho Quế, Công ty Thủy điện Việt Long và Công ty Thủy điện Cổ phần Thủy điện Nậm Mu. Đi đôi với cái việc mà tham mưu cho cấp các cấp mà thu hồi giấy phép thì chúng tôi sẽ báo cáo với Hội đồng Quản lý Quỹ đưa ra giải pháp là xử lý hành chính theo Nghị định 40 năm 2015 của Chính phủ đã ban hành. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng có tác động rất lớn trong việc cải thiện đời sống của người dân, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ rừng. Hy vọng các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng chấp hành nghiêm, nộp tiền theo đúng quy định nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp với cộng đồng để phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 157 năm 2013 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Trong đó bổ sung quy định xử phạt vi phạm quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với mức phạt lên đến 50 triệu đồng. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của nghị định này. 2. Người sử dụng dịch vụ môi trường rừng không kê khai tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong trường hợp chi trả gián tiếp bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng nếu số tiền phải chi trả đến 50 triệu đồng. B. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu số tiền phải chi trả từ trên 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng. C. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng nếu số tiền phải chi trả từ trên 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu số tiền phải chi trả từ trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu số tiền phải chi trả trên 500 triệu đồng. E. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5, điều 4 của nghị định này trong thời hạn 15 ngày. Kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt đối với người vi phạm quy định tại các điểm
A, B, C, D và D khoản này. Phần phổ biến văn bản đã kết thúc chuyên mục chính sách phát triển rừng số tháng 7 năm 2015. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tháng sau.